Xin chào các bạn nhé. Hôm nay máy công nghiệp Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn một cái máy trộn nằm ngang. Máy trộn này thì sẽ trộn được 500 kg trên một mẻ. Máy thì có cửa xả bên dưới đáy ạ. Các bạn nhìn xem thiết kế rất là dày dặn và chắc chắn. Tất cả những cái khung chân và cái khung của máy trộn này sẽ được làm bằng sắt và sơn lại để gia tăng cái máy này cho chắc. Chân thiết kế như này sẽ giúp cái máy này không bị rung lắc cũng như là không bị trôi khi mà trộn với khối lượng nguyên liệu lớn. Thùng trộn này thì được làm bằng inox 304 và dày 3 ly. Đặc biệt là hai bên đầu hồi này sẽ được gia cố thêm hai tấm sắt miếng và cũng được sơn lại như này để tăng cái độ cứng của cái máy trộn. Cái cửa xả dưới này thì sẽ có kích thước là 350 và nhân với 300 và có cái chốt ở đây. Khi mà các bạn trộn xong, các bạn muốn xả nguyên liệu ra thì các bạn sẽ vặn cái chốt này và lấy cầm tay vào cái thanh này và kéo ra để xả nguyên liệu. Còn đây là cái bảng tủ điện của cái máy trộn này ạ. Tủ điện này thì sẽ có biến tần điều chỉnh tốc độ cái cánh trộn nhanh chậm, và đặc biệt là sẽ có một cái nút dừng khẩn cấp trong khi trộn. Có bất cứ một cái vấn đề gì các bạn cần dừng khẩn cấp thì các bạn sẽ tắt bằng cái nút đỏ này, nút dừng khẩn cấp này. Motor của con máy trộn này là lên tới 5,5 kW. Và máy thì có lắp đậy bằng mê ca và có chốt khóa lại như này. Đây cái mặt sau đây ạ. Và cái máy này thì rất là cao, và mình muốn quay được trong cánh trộn thì mình sẽ phải đứng lên cái chồng ghế này, kéo cái chồng ghế này ra, mình sẽ lên để mình quay cho các bạn xem cái cánh trộn của cái máy này. Cái trục của cái máy trộn này là bằng cây inox đặc, inox 304, và phi của nó là phi 90 ạ. Cánh trộn này đảo được hai chiều thuận nghịch, và cài đặt chế độ là tự đảo. Khi cái máy trộn này đảo được 1 phút thì sẽ tự động dừng lại và đảo theo chiều ngược lại. Và các cái tay của cái trục cánh trộn này thì là phi 25 mà bằng lắp đặt hết và bằng inox 304. Cái cánh trộn thì sẽ có hai vòng trong và vòng ngoài, vòng ngoài lớn và vòng trong nhỏ. Và cái cánh trộn này sẽ được làm bằng la inox 304 và cũng dày đến 8 ly. Rất là dày dặn và chắc khỏe. Máy bây giờ là đang đảo chiều ngược lại rồi. Kích thước thì của cái máy trộn này được cấu tạo là thùng trộn hình chữ U và có kích thước là 1520 nhân với lại 950 nhân với lại 1050. Nếu như các bạn có nhu cầu về các cái loại máy trộn công nghiệp, siêu công nghiệp như này, hoặc là các cái loại máy trộn hoặc máy móc được gia công sản xuất từ inox, thì hãy liên hệ với lại máy công nghiệp Thanh Hưng qua số điện thoại ở trên màn hình 091 888 9768 hoặc là số 0908 312 438
hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của máy công nghiệp Thanh Hưng chúng tôi, địa chỉ tại 163/8 Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Nếu như các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với lại máy công nghiệp Thanh Hưng nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ. Máy là sẽ tự động đảo chiều đây ạ.